Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ sự thật, tuổi Bính Thìn sinh 1976, trời thương Phật độ, vận may ập đến, tiền của tràn về, đúng từ nay tới Tết 2025 âm lịch, giàu sang đỉnh cao. Quý anh chị tuổi Bính Thìn thân mến, thường người ta thường bỏ cuộc khi còn ngay trước cửa sự thành công, chỉ vì họ không đủ kiên nhẫn để vượt qua những thử thách cuối cùng. Đó là một sự trớ trêu của số phận, khi Bính Thìn có thể đã gần nhưng lại từ bỏ tại điểm cao nhất. Nhưng đôi khi một bước nhỏ nữa, một nỗ lực cuối cùng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa của thành công. Buông tay có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng trong một thoáng chốc, nhưng sau này trong những năm tháng xa xôi, Bính Thìn có thể hối tiếc không ngừng vì quyết định đó. Có những lúc trong lòng ta bật lên tiếng thầm nhủ, giá như tôi có thêm một chút kiên nhẫn, giá như tôi cố gắng thêm một chút nữa, liệu kết quả có khác biệt không? Đó là điều mà người tuổi Bính Thìn hiểu rõ. Họ biết rằng bước nào cũng quan trọng và không nên từ bỏ ngay trước khi chạm tới đích. Có lẽ mỗi người trong Bính Thìn đều từng trải qua những thất bại, những khó khăn và những cảm giác thất vọng, nhưng quan trọng nhất là Bính Thìn không từ bỏ. Mỗi khi gặp khó khăn, người tuổi Bính Thìn luôn nhớ về những giấc mơ mà họ đặt ra, những ước vọng mà họ muốn thực hiện, và đó chính là động lực để họ tiếp tục đi tiếp, bước qua mọi thử thách, mọi khó khăn, vì cuộc đời không dễ dàng và không có gì đáng giá mà không đến từ sự cố gắng và nỗ lực. Để đạt được những điều mà Bính Thìn mong muốn, Bính Thìn phải trải qua những cảm giác đau đớn, những nỗi buồn và những thất bại. Nhưng mỗi lần vượt qua được một trở ngại, Bính Thìn trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và biết ơn hơn về những gì mình đã có được. Đó chính là bí mật của người tuổi Bính Thìn, sẵn lòng đối mặt với mọi khó khăn và không từ bỏ giấc mơ của mình, bất kể những khó khăn khó đến đâu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, mới đây nhất, dưới sự tính toán chi tiết của các bậc thầy tử vi và nhà chiêm tinh học, họ đã tiết lộ một phát hiện chấn động rằng những người tuổi Bính Thìn sinh 1976 sẽ có cơ hội bùng nổ, đổi đời ngoạn mục từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Nếu biết và làm ngay việc sau đây, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi và khám phá ngay bây giờ quý khán giả nhé. Người tuổi Bính Thìn sinh 1976 được biết đến với tính cách mạnh mẽ, tự tin và đầy nhiệt huyết. Bính Thìn có tư duy sáng tạo, khả năng lãnh đạo tự nhiên và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Họ có tinh thần cầu tiến, không ngại khó khăn và luôn tìm cách vượt qua mọi trở ngại. Để đạt được mục tiêu trong cuộc sống, Bính Thìn thường được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và tôn trọng vì sự chính trực chân thành. Họ có khả năng giao tiếp tốt, dễ dàng kết nối với người khác và thường xuyên giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tính cách hòa đồng, thân thiện của Bính Thìn giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ hữu ích và lâu bền. Tuy nhiên, anh chị Bính Thìn cũng cần cẩn trọng với tính cách nóng nảy và đôi khi thiếu kiên nhẫn của mình. Bính Thìn cần học cách kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động để tránh những sai lầm không đáng có. Cuộc đời của Bính Thìn thường trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nhờ vào sự kiên định và ý chí mạnh mẽ, họ luôn vượt qua mọi khó khăn. Khi bước vào độ tuổi trung niên, Bính Thìn thường đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Sự thành công của họ không chỉ đến từ tài năng và nỗ lực cá nhân, mà còn từ khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội bền vững. Nhìn chung, cuộc đời của Bính Thìn là một hành trình đầy màu sắc với nhiều cơ hội và thách thức.
Họ luôn cố gắng hết mình để vươn tới những điều tốt đẹp. Và nhờ vào tính cách mạnh mẽ cùng sự quyết tâm, Bính Thìn thường đạt được những thành công đáng tự hào. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Theo tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch, hứa hẹn sẽ là một thời điểm đầy biến động đối với người tuổi Bính Thìn, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh. Kết hợp với những ảnh hưởng tiêu cực của năm cuối cùng của hạn tam tai sẽ khiến vận trình của bản mệnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi và thách thức ở mọi khía cạnh cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa. Cũng là vì lý do đó, dù anh chị Bính Thìn vốn kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và có gia cảnh tốt, thì cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn của số phận. Một số người thậm chí có thể rơi vào trạng thái u uất, chán trường. Điềm báo tử vi cho thấy, thời điểm nửa đầu năm có thể vô cùng gian nan, thách thức liên tiếp xuất hiện. Nhưng đừng lo lắng, vì từ nay tới Tết 2025 âm lịch mọi chuyện sẽ bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch này, bản mệnh cứ quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc, sẽ được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó đạt được thành quả tốt, hãy kiên trì và đừng vội nản lòng. Những phần thưởng xứng đáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Công việc làm ăn sẽ gặp phải một số trở ngại trong thời điểm này. Tiến độ công việc bị chậm lại, ít cơ hội để phát triển hay thăng tiến hơn. Thêm vào đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, đòi hỏi Bính Thìn phải nỗ lực hơn rất nhiều để giữ vững vị trí của mình. Nếu có ý định đầu tư hay khởi nghiệp, cần hết sức cẩn trọng và tỉnh táo, chọn lọc đối tác thật kỹ, tránh để bị lừa đảo hay phá hoại. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch tài khí sa sút, nên việc kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn. Tốt nhất là Bính Thìn nên tập trung vào các dự án đang dang dở, hạn chế việc mở rộng quy mô hay đầu tư ồ ạt, hãy tránh xa các trò đỏ đen, cá cược hay đầu tư rủi ro hòng thu lợi nhanh. Tuy nhiên, Bính Thìn cũng cần lên kế hoạch và chi tiêu thật hợp lý để đảm bảo cuộc sống hàng ngày suôn sẻ. Về mặt tình duyên, thái tuế có thể gây khó khăn cho những người độc thân với nhiều cảm xúc gian dở và bẽ bàng. Các cặp đôi cũng có thể gặp phải những căng thẳng và tranh cãi liên tục do tâm lý không ổn định, thậm chí có thể dẫn đến việc đổ vỡ mối quan hệ. Vì vậy, hãy chia sẻ và trao đổi nhiều hơn với nhau để giữ được hạnh phúc gia đình và tránh cho kẻ thứ ba xen vào. Về sức khỏe, có thể giảm sút rõ rệt trong thời gian này. Vì vậy, đừng coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Đừng trì hoãn điều trị y tế vì vấn đề chi phí, nếu để lâu thì sẽ tốn nhiều tiền hơn và bệnh tình cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của căng thẳng và lo lắng. Hãy đi lại cẩn thận, tránh những tai nạn và bệnh tật không mong muốn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Thìn trong tháng mới đón nhận sự chuyển biến tích cực, hứa hẹn sự thăng tiến thuận lợi. Nếu bản mệnh có thể nắm chắc các khí mà nguyệt lệnh lâm trường sinh mang tới, thì sẽ có cơ hội thử sức mình trong những lĩnh vực mới và bước đầu giành được thành công đáng tự hào. Đặc biệt, bạn còn đưa ra nhiều sáng kiến độc đáo, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao. Điều này rất hữu ích cho sự phát triển không chỉ cá nhân bạn, mà còn của cả tập thể. Có thể thấy bản mệnh đang tự khẳng định năng lực của bản thân ở lĩnh vực đang theo đuổi. Hãy nên tập trung sức lực nhiều hơn để không lỡ mất vận may hiếm có này. Tuy nhiên, hung tinh thiên hình và thiên quan có thể gây ra những mối nguy hại hay thị phi do tiểu nhân gây ra. Tuổi Bính Thìn vốn chẳng hề để tâm đến từng chi tiết nhỏ, nên có thể bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở này mà ra tay. Người tài giỏi vốn hay bị ganh ghét, sơ sẩy một chút thôi là cũng có thể đánh đổi bằng chính những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Lúc này, dù có làm bất cứ việc gì bạn cũng cần thực hiện từng bước, đừng gấp gáp quá mà sôi hỏng bỏng không. Nhất là nếu có ai đã chỉ ra lỗi của bạn, thì chú ý lắng nghe để sửa sai. Sự cố chấp, bảo thủ,
hay quá tự tin vào bản thân đều không thích hợp để thể hiện vào thời điểm này. Nhìn chung, tháng mới sẽ có cả thách thức và cơ hội tới với bạn. Cứ coi khó khăn như cơ hội để rèn giũa ý chí và bản lĩnh của mình thêm mạnh mẽ. Chỉ cần bản mệnh vẫn tự tin vào con đường đã chọn, có đủ quyết tâm, đủ ý chí, lại có năng lực sẵn sàng thì thành công sẽ không thể nào ở quá xa. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch. Xét về vận trình tài lộc của tuổi Bính Thìn trong tháng 9 âm lịch, có thể thấy hung nhiều hơn các ít tháng này. Chính tài nếu có thể giữ được mức ổn định đã là may mắn, nhưng thứ tài khá kém, không thích hợp đầu tư các hạng mục mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Trong tháng có tiểu hao, bản mệnh dễ bị lừa gạt tiền bạc, thu nhập chẳng thấy tăng mà bao nhiêu việc cần phải chi tiêu. Đã vậy bạn có thể chỉ vì quá chủ quan trong việc đánh giá tình hình mà phải trả một cái giá khá đắt trong tháng này. Bạn được khuyên nên thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, kinh doanh hay vay mượn tiền bạc. Đừng vội tin lời mật ngọt, bởi có thể phía sau đó là cả một âm mưu để dụ bạn, hòng chiếm đoạt lợi ích của bạn. Dù vậy, tháng này tuổi Bính Thìn có nguyệt lệnh trường sinh trợ mệnh, nên vẫn có thể thấy tia sáng le lói dưới con đường. Bản mệnh nếu chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, tăng thêm cơ hội tài lộc cho mình từ chính nghề tay trái, thì có thể cải thiện được tình trạng thu chẳng đủ bù chi. Tất nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải đánh đổi không ít, tốn nhiều công sức làm việc tất bật suốt ngày. Thậm chí chuyện ăn ngủ không điều độ, bạn có thể tự cân nhắc thiệt hơn để có lựa chọn cho riêng mình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng mới, do tuổi Bính Thìn có nhiều vấn đề phải bận tâm từ công việc tới tiền bạc, nên cũng không đủ thời gian để quan tâm đúng mức cho gia đình và cả chuyện tình cảm. Xét về phương diện sức khỏe, cô tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 9 âm lịch. Ở phương diện sức khỏe, thể trạng của con giáp này cũng không được lý tưởng. Khi bạn thường xuyên trong tình trạng căng thẳng, những nỗi bận tâm về công việc, tiền bạc và tình cảm khiến cho bản mệnh mệt mỏi về tinh thần, suy nhược cơ thể. Thậm chí nếu tình hình này kéo dài còn gây rối loạn giấc ngủ, khiến bạn luôn trong tình trạng uể oải, mất năng lượng. Trong tử vi tháng xuất hiện thiên hình hung tinh, còn báo hiệu về những nguy cơ bản mệnh có thể gặp phải do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Bính Thìn cần chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân khi đi xa hay tham gia giao thông. Khẩu quyết, dù đã là người kết hôn hay còn đơn thân, đều cần hết sức lưu ý chuyện tình cảm. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 19, 44 và 20. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 10 âm lịch. Con đường sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Một phần là nhờ sự cố gắng của chính bản thân bạn, một phần là do các tinh đem lại những tác động tích cực. Thời điểm này, người làm công ăn lương khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bản mệnh ý thức được đâu là thời điểm mình cần mạnh dạn thể hiện bản thân để ghi điểm trong mắt lãnh đạo, bạn cũng tự tin hơn trong việc thể hiện suy nghĩ của mình. Chính vì vậy mà bạn đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích cho sự phát triển chung của tập thể. Con giáp này cũng không ngại nhận những nhiệm vụ khó. Ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách từ chối, tinh thần trách nhiệm này đã giúp bạn được đánh giá cao hơn nhiều đồng nghiệp xung quanh. Các tinh đế dượng xuất hiện là dấu hiệu tháng này cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng. Hãy cố gắng đóng góp hơn nữa khi đứng trên cương vị mới. Bạn sẽ dần chạm tay vào mục tiêu mà mình luôn mơ ước. Với người làm lãnh đạo, bạn cũng khẳng định được uy tín của mình, khiến cấp trên thán phục và tôn trọng bạn. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng chỉ huy, dẫn dắt mọi người cùng đoàn kết để hoàn thành mục tiêu lớn lao. Tuy nhiên, tháng này cũng không chỉ toàn những điều thuận lợi. Có một vài thời điểm hung tinh ngũ quỷ sẽ đem đến tiểu nhân gây rối, khiến công việc của bạn gặp phải đôi chút trục trặc. Tuy nhiên, tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Bính Thìn cho rằng chỉ cần bạn bình tĩnh và tỉnh táo thì hoàn toàn có thể tìm ra cách giải quyết đúng đắn, thậm chí biến nguy cơ thành cơ hội.
Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Bính Thìn cũng có cơ hội thu tiền về đầy túi trong tháng 10 âm lịch. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực. Nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng. Thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế, bởi bạn có cái nhìn mới mẻ và nhiều mong đợi, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Ở một vài thời điểm trong tháng, bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ. Có những kẻ không đáng tin cậy sẽ rủ bạn hùn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy sáng suốt để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu để tránh rơi vào tình trạng mất tiền. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 10 âm lịch, đáng tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Bính Thìn lại không được lý tưởng dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc. Có lẽ đó là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, trở nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng trở nên hiếu thắng, muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống. Trên thực tế, vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế thì mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn. Chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi mong đợi đều có thể nhanh chóng khắc phục. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Bính Thìn giữ được tình trạng sức khỏe tốt trong tháng 10 âm lịch này. Nhiều tin vui tới tấp trong sự nghiệp cũng như tài lộc, khiến bạn luôn tràn đầy hăng hái và nhiệt huyết. Tuy nhiên, dù công việc có đang phát triển thuận lợi đến thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên làm việc gì quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì bạn nên nghỉ ngơi ngay. Làm việc lúc mệt mỏi không những gây hại cho sức khỏe, mà còn khiến bạn dễ mắc lỗi sai, phải tốn công khắc phục. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tích cực tham gia các hoạt động tập thể dục thể thao. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn thấy khỏe mạnh sảng khoái hơn, mà còn giúp bạn mở rộng mối quan hệ, đem lại tác động tích cực cho sự nghiệp. Khẩu quyết: tài chính có dấu hiệu chững lại, không tăng cũng không giảm. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, hồng. Con số may mắn: số 10, 44 và 29. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong tháng này. Nhờ có sự giúp đỡ của tam hội, những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ. Thậm chí bạn còn được quý nhân định hướng cho hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Con giáp này hãy tự tin và ý thức được đâu là điểm mạnh của mình, để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Bạn là người có tài năng nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt gặt hái được thành công đáng mong đợi. Dịch mã cho thấy, bạn càng nhiệt tình bao nhiêu, cống hiến nhiều bao nhiêu thì càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Đừng nên so đo bản thân với người khác, hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, dưới sự tác động của mộc dục, bạn cần phải thay đổi bản tính cả thèm chóng chán hay bỏ dở công việc giữa chừng của mình, cho dù trên con đường chinh phục thành công. Bạn có gặp phải khó khăn cũng đừng nên đầu hàng, hãy cố gắng hết sức mình, rồi đồng nghiệp, quý nhân sẽ đến bên bạn, giúp bạn vượt qua thử thách. Bạn không nhất thiết phải ôm tất cả mọi khó khăn, tâm sự vào lòng, hãy chia sẻ với mọi người để biết thêm những kinh nghiệm đáng quý, đồng thời tìm ra động lực và hướng đi cho mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch, nhờ có quý nhân và tam hội cùng giúp đỡ,
nên con đường tài lộc của người tuổi Bính Thìn cũng trở nên thuận lợi, hanh thông hơn trước đó. Nhiều mối quan hệ xã giao hài hòa là nền móng giúp bạn nhanh chóng tiếp xúc được với những mối quan hệ bạn hàng, đối tác mới, đem lại lợi lộc cho bản thân. Thời điểm này, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản. Có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, hãy là con giáp kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này, thì cần phải xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Để có được những bước tiến vững chắc, bạn cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà mình quan tâm. Gặp khó khăn cũng chớ vội đầu hàng, cũng như đừng cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Hãy xác định rõ ràng mục tiêu cho mình để có chí hướng phấn đấu. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 11 âm lịch, chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Bính Thìn có những biến chuyển tích cực trong thời điểm này. Mối quan hệ giữa bạn và người thân ngày một hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 11 âm lịch, có thể thấy rằng tháng 11 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Bính Thìn. Bạn phải bôn ba cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là, sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường, bản mệnh cũng cần phải tuân thủ luật đường bộ. Chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, để tránh vướng phải những sự cố không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục thể thao, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Khẩu quyết: tâm trạng bất ổn dễ dẫn đến dạ miệng nếu không kiểm soát bản thân. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn: tím, đen. Con số may mắn: 9, 44 và 17. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, tuổi Bính Thìn vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ, bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, Bính Thìn còn có quý nhân giúp sức nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực nên xứng đáng được như vậy, có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để Bính Thìn chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu sẽ là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn,
Chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác xử lý sẽ tăng lên, khiến Bính Thìn cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế, chớ dội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc, cô tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 12 âm lịch. Về mặt tài lộc, đây cũng là một tháng tài khí tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng này khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phủ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả. Nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn, sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu lợi rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh, như kế hoạch sắm Tết nguyên đáng. Khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc, nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó, với các khí đang dưỡng khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 12 âm lịch. Đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Bính Thìn có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có một vài xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau dung dáng và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui từ con cháu trong tháng này, sau bao tháng ngày mong ngóng. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 12 âm lịch. Sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết oan. Do đó, bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống. Liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Khẩu quyết, khối lượng công việc này càng tăng, kèm theo áp lực, tiến độ. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn cam, trắng. Con số may mắn 90, 33 và 19. Trên đây là tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976, từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.